Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Bản tin 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Tin bão khẩn cấp 21 giờ, bão Noru cách Đà Nẵng, Quảng Ngãi 117 đến 140 km. Vị trí tâm bão lúc 21 giờ ngày hôm nay khoảng 15,8 độ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 140 km, cách Quảng Nam khoảng 127 km, cách Quảng Ngãi khoảng 117 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Bão Noru giật trên cấp 17, cách Đà Nẵng Quảng Ngãi 210 km. Ảnh hưởng của bão số 4 tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, đảo Cồn Cỏ gió cấp 6 giật cấp 8, Huế có gió giật cấp 6, Đà Nẵng có gió giật cấp 7, Quy Nhơn có gió giật cấp 6, Tuy Hòa có gió giật cấp 6. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày hôm nay có nơi trên 180 mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 197 mm, Thọ Quang, Đà Nẵng 200,4 mm, Cù Lao Chàm, Quảng Nam 201,2 mm, Núi Thành, Quảng Nam 185 mm, Trà Phú, Quảng Ngãi 188,6 mm. Vị trí tâm bão vào lúc 21 giờ ngày hôm nay khoảng 15,8 độ Bắc, 109,6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 140 km, cách Quảng Nam khoảng 127 km, cách Quảng Ngãi khoảng 117 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h. Vào hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, từ 89 đến 117 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, di chuyển sang Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 105,6 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Bão Noru đang ở thời điểm mạnh nhất và không có khả năng thành siêu bão. Tối nay, nhận định về diễn biến bão số 4 Noru, Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đến thời điểm này bão đang trong tình trạng mạnh nhất và không thể xảy ra khả năng bão mạnh lên cấp 16, cấp siêu bão.
Khoảng cách hiện tại từ tâm bão đến đất liền là khoảng 200 km về phía đông. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, sau 22 giờ ngày hôm nay là khoảng thời gian tác động của bão đến đất liền rõ ràng nhất. Cụ thể, khu vực đất liền và khu vực biển Trung Bộ có gió mạnh từ vùng tâm bão vào sẽ kéo dài đến sáng mai. Khoảng thời gian tâm bão di chuyển vào đất liền vùng mắt bão là thời gian lặng gió, nên người dân phải hết sức lưu ý, không chủ quan và không đi ra ngoài, vì chỉ khoảng 5 đến 10 phút sau đó, gió sau bão di chuyển vào sẽ mạnh hơn, gây nguy hiểm rất lớn. Người dân chỉ có thể an toàn ra ngoài khi theo dõi các bản tin về bão đã ra khỏi khu vực hoặc suy yếu. Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cảnh báo, ngoài gió mạnh, chính quyền và người dân hết sức chú ý đến các hiện tượng mưa dông gây lũ quét, sạt lở đất, trọng tâm là tại các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum và Gia Lai. Bão số 4 không chỉ tác động đến khu vực Trung Bộ mà còn tác động đến khu vực các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, nơi ít khi có tác động của bão mạnh, gây gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 9, 10. Đây là cấp gió hiếm gặp ở hai tỉnh này nên người dân hết sức đề phòng. Lý giải về sự tác động của bão đến các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, đường đi của bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, trọng tâm là tác động vào các tỉnh, thành như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum và nơi tiếp giáp với các tỉnh trên nên cũng sẽ bị tác động. Quảng Trị xuất hiện lốc xoáy trước bão làm bay nhiều mái tôn, gãy cây xanh. Ngày hôm nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại các địa phương ven biển thuộc huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Đến 15 giờ cùng ngày, tất cả công việc chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại các huyện ven biển đã xong. Quảng Trị bắt đầu có mưa và gió. Hồi 15 giờ 20 phút, một cơn lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, thổi bay nhiều mái tôn và làm gãy đổ nhiều cây xanh tại khu vực chợ. Chính quyền thị trấn Cửa Việt đang kiểm tra thiệt hại chi tiết. Kiểm tra ứng phó bão số 4 trước giờ bão đổ bộ, đồng chí Võ Văn Hưng biểu dương chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo, vận động, kêu gọi ngư dân vào bờ tránh, trú bão an toàn, đồng thời đề nghị các chủ thuyền nghiêm túc thực hiện các cảnh báo, khuyến cáo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong và sau bão để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đồng chí Võ Văn Hưng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động gia cố nhà cửa chắc chắn hơn nữa, di chuyển tàu thuyền, lương thực, thực phẩm lên nơi cao ráo, an toàn ngay từ khi bão chưa đổ bộ để hạn chế thiệt hại về tài sản. Yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, nhất là trên biển, trên sông và các khu vực bị cô lập, chia cắt do ảnh hưởng bão và mưa lớn sau bão, chú ý bảo vệ các đối tượng yếu thế, học sinh, người nhà, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật, chủ động bố trí lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân yên tâm tránh bão. Hiện tại tất cả các chủ phương tiện tàu thuyền đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số 4 và đã và neo đậu an toàn tại các khu trú tránh. Bão Noru vào Trung Trung Bộ ngày hôm nay, những địa phương nào cần chú ý nguy hiểm? Bão Noru, bão số 4 được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, có ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Khoảng ngày hôm nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Chia sẻ với báo chí chiều hôm qua, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 13 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão, ban kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên, khoảng 100 km tính từ tâm bão. Đây là một cơn bão có cường độ mạnh, cường độ bão thời điểm trước khi đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines đạt cấp 15, giật cấp 17. Sau đó, khi đi vào Biển Đông, cường độ đã yếu đi, còn cấp 12, giật 14. Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, tương đương cơn bão số 6 Sansine tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kesana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay,
Theo ông Hưởng, tốc độ di chuyển của cơn bão số 9 là khá nhanh, trung bình khoảng 20 đến 25 km một giờ. Với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nên ngay khi bão vào Biển Đông, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã chỉ đạo Trung tâm phát tin bão khẩn cấp. Về diễn biến của cơn bão số 4, dự báo trong 24 giờ và 24 đến 48 giờ, cả sau 48 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cường độ đạt mạnh nhất khi ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, cường độ ở mức cấp 14, giật cấp 16. Theo nhận định, khoảng sáng đến trưa nay, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, sau đó đi xuyên qua Tây Nguyên, sang Lào rồi sang Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay, về ảnh hưởng và tác động của cơn bão số 4 trên biển, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Từ trưa qua, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ tối và đêm qua, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 mét, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1 đến 1,5 mét gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Từ gần sáng ngày hôm nay, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ sáng sớm ngày hôm nay có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày hôm nay có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 14. Các chuyên gia cũng cảnh báo, từ chiều qua đến ngày hôm nay ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ hôm nay đến 2 ngày tới, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Khả năng xảy ra lũ được chia ra làm các kịch bản. Với kịch bản mưa lớn trên 300mm thì các sông ở khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Kịch bản thứ hai là mưa lớn trên 400mm, đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3, riêng sông Hương tại Huế lên mức báo động 2 và trên báo động 2, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai. Trao đổi thêm về tình hình bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 3 tiếng qua, cấu trúc của bão đã tăng hơn, xu thế mạnh hơn so với sáng sớm hôm trước đó và có thể tăng lên. Vùng nguy hiểm chịu ảnh hưởng của bão là Trung Bộ, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế, cấp độ rủi ro cấp 4 và là cấp rất nguy hiểm, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tài sản. Chúng tôi có trao đổi với các nước bạn thì các mô hình dự báo quốc tế đều khẳng định cơn bão này rất mạnh, không có dự báo nào dưới cấp 13. Cường độ có thể sai số từ 1 đến 2 cấp, nhưng thống nhất chung của mô hình quốc tế thì cần đề phòng cơn bão này duy trì cường độ cao khi đi vào đất liền để sẵn sàng công tác ứng phó, ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh. Về cảnh báo rủi ro thiên tai, ông Mai Văn Khiêm cho hay, bên cạnh ảnh hưởng của mưa, gió thì với các địa phương chịu ảnh hưởng nguy hiểm của bão, có lượng mưa lớn trong vài ngày thì nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương này là rất lớn. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Bản tin 24 giờ mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!